các bạn, số lượng sinh viên quốc tế tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường của Singapore ngày một đông. Và học sinh, sinh viên Việt Nam đang có xu hướng chọn ngành marketing cũng khá là nhiều. Đây là lĩnh vực rộng lớn với nhiều chuyên môn nhỏ hơn. Vì vậy, để thuận lợi hơn trong công việc cũng như mở rộng cơ hội nghề nghiệp, thì khái niệm chuyên ngành đôi được ra đời. Và trường Đại học Curtin Úc tại Singapore cung cấp chương trình đại học chuyên ngành đôi marketing thì gồm các chuyên ngành như là marketing và quảng cáo, marketing và quản trị, marketing và tài chính. Thì các bạn có thể chọn ngành đơn hoặc là ngành kép tại trường Đại học Curtin Singapore với cái chi phí là giống như là trường Curtin của Úc. Và cái bằng cấp của các bạn sẽ được công nhận trên toàn thế giới. Và thời gian học là 2 năm, học phí là 25.920 đô la Singapore một năm, tương đương là khoảng 414 triệu Việt Nam đồng. Nếu các bạn muốn tiết kiệm chi phí khi học tại Curtin Singapore, thì hiện nay năm 2015 trường cũng có những cái chương trình ưu đãi khá hấp dẫn cho chương trình. Đó là học bổng đại học, trường đã dành ra 3 loại học bổng cho chương trình này. Đó là học bổng 8.640 đô la Singapore, tương đương là 145 triệu Việt Nam đồng, dành cho chương trình đại học loại A. Các bạn tốt nghiệp trung học với điểm bình quân của 4 môn thi tốt nghiệp là 9 chấm, IELTS là 6.5, bài luận là 5.4. Và cái chương trình học bổng loại B là 6.480 đô la Singapore, tương đương là 110 triệu Việt Nam đồng. Yêu cầu là dành cho học sinh tốt nghiệp bình quân 4 môn là 8 chấm, IELTS 6.5 và bài luận là 5.4. Và học bổng thứ 3 đối với chương trình đại học tại Curtin đó là 4.320 đô la Singapore, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng, dành cho các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học với điểm bình quân của 4 môn thi tốt nghiệp là 8 chấm, IELTS là 6.5. Ngoài ra, trường còn có 2 loại học bổng dành cho hệ cao đẳng. Thứ nhất là 4.320 đô la Singapore, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng, dành cho các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm trung bình là lớp 12 từ 6 chấm trở lên. Và học bổng thứ hai của hệ cao đẳng tại trường Curtin cũng là 4.320 đô la Singapore, tương đương là 73 triệu Việt Nam đồng khi các bạn ghi danh vào khóa cao đẳng truyền thông tại Curtin. Thì yêu cầu học bổng của chương trình này là các bạn tốt nghiệp phổ thông trung học, điểm trung bình lớp 12 từ 6 chấm và IELTS là 6.0. Và một loại học bổng nữa đối với hệ thạc sĩ đó là học bổng 5.376 đô la Singapore, tương đương là 91 triệu Việt Nam đồng, dành cho tất cả các chuyên ngành thạc sĩ tại Curtin Singapore. Và nói về ngành marketing, thì marketing là lĩnh vực sôi động đối với công ty, doanh nghiệp trong công việc cạnh tranh. Ngành này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về hành vi khách hàng, cách thức làm việc của marketing và khám phá ra nhiều hướng đi mới của ngành marketing, bao gồm Internet marketing, bán hàng, định giá, khuyến mãi và chiến lược phân phối. Sinh viên sẽ được tìm hiểu cách thức mà marketing tính trước được nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng bằng cách phân tích hành vi của đối thủ và khách hàng. Thì chương trình này được thiết kế dành cho sinh viên có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, tài chính, quản trị hoặc kết hợp hai chuyên ngành với nhau. Thì sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm marketing trong các lĩnh vực cụ thể như là tài chính, quản lý hay là quảng cáo với nhiều vị trí khác nhau như là nhân viên marketing, truyền thông marketing, chuyên viên marketing online, quản lý sản phẩm, quản lý bán lẻ, quản lý quảng cáo hay là nhân viên bộ phận quảng cáo. Và Đại học Curtin Singapore là một trong nhiều khu học xá của trường đại học công lập của Úc. Trường cung cấp nhiều chương trình đào tạo gồm chương trình tiếng Anh dành cho sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh, dự bị đại học, chứng chỉ thương mại, cao đẳng chuyên ngành thương mại, đại học và thạc sĩ. Thì đặc biệt, sinh viên sẽ có thể chuyển tiếp sang Úc sau khi hoàn tất 1 đến 2 học kỳ tại Curtin Singapore. Đối với những bạn học tại Curtin Singapore thì các bạn sẽ nhận được những cái chương trình như là chất lượng giảng dạy và cũng như là chi phí rẻ hơn gần 50%. Thời gian học ngắn hơn tại Úc, 2 năm đầu đối với cử nhân và 1 năm đối với thạc sĩ. Thì có cơ hội học chương trình kép và thời gian không đổi cũng như là không phải trả thêm bất cứ một cái học phí nào. Và bằng cấp thì tương đương như là học sinh ở Úc. Và để chi tiết hơn về trường đại học Curtin cũng như là học phí, học bổng, các bạn hãy liên hệ ngay đại diện tuyển sinh tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương tại địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất và hai địa chỉ còn lại là tại quận 5 và Nha Trang. Chúng tôi không có văn phòng ở Hà Nội. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất.
Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tân Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc, và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008, và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường đại học Curtin Singapore như sau: đây là khu học xá chính thức của trường đại học công lập Úc, thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi, và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Curtin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học ở Sing, thì vì học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc. Và về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại Curtin Sing thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết Curtin Singapore là trực thuộc của Curtin của Úc. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó, thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường đại học Curtin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp sang Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc á, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng học kỳ tại Curtin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì Curtin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường đại học Curtin Singapore có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng, và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có hai chuyên ngành. Thì ở Curtin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học Curtin Singapore. Thì
ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình thí dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm. Thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường Curtin Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường Curtin Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn, hoặc các bạn muốn xét học bổng tại Curtin Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.